Bây giờ này em sử dụng xong một cái là em có thể thoải mái rồi, tại vì thuốc nó đã ngấm trong sau rồi, nó bảo vệ sau người rồi. Và những cái vị thuốc khi mà em dùng bây giờ em chỉ dùng phải dùng thuốc nó lọc vào đúng không? Thì là những cái vị thuốc đấy nó sẽ ngấm, là coi như là thuốc của mình đó. Là sẽ đề kháng cao gấp 5 lần. Thử tìm từ khóa thuốc chữa COVID-19 trên mạng xã hội, các kết quả cho ra không nhiều. Tuy nhiên, ở trong các nhóm dương tư, loại thuốc này lại được giao bán tràn lan. Qua số điện thoại được quảng cáo, chúng tôi có mặt tại cửa hàng thuốc gia truyền BV trên đường Giải Phóng. Vừa gặp mặt, người bán thuốc này đã giới thiệu, quảng cáo về thuốc gia truyền trị bệnh. Trước yêu cầu về việc xem thuốc, chủ cửa hàng nhanh chóng vào trong nhà mang ra hai loại thuốc, phía ngoài vỏ được dán tem, nhãn đầy đủ. Dính. Dạ. Chứ không bình thường là dính hết. Lọ nó sẽ là như thế này. Ủa, thế cái chai này là chai gì ạ? À? Thế nó cũng là chai đấy thôi, chiết xuất ra ra cái chai nhỏ thôi. Cái này là dùng vào sáng và tối, có một lần thì một tầm một nửa lọ đó mà ngửa ra lên như này để cho nó thuốc nó ngấm xuống thành họng của mình. Vâng. Thì là nó sẽ tiêu diệt đi những cái ổ virus. Vâng. Người này liên tục khẳng định đây là thuốc gia truyền đặc trị COVID-19 do nhà mình tự sản xuất. Đến đời của mình là thứ tư. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt câu hỏi dịch COVID-19 mới xuất hiện 2 năm nay thì tại sao có thuốc gia truyền 4 đời thì người bán khẳng định thuốc này trị bách bệnh. Thuốc này là thuốc gia truyền, là thuốc tự sản xuất em. Gia truyền là như kiểu là truyền từ đời. Đúng không? Từ đời nọ sang đời kia. Có phải. Thế đến chị là đời mấy ạ? Chị là đời thứ tư rồi đấy. Anh mới có bệnh này mà không ạ? Ừ, mới có bệnh này nhưng mà em phải hiểu cái này nó là thuộc dạng là chữa bách bệnh. Đó, thì là tức là bệnh gì cũng khỏi. Ví dụ như cái này nó công hiệu rất là tốt. Như em bị tai nạn, em bị gọi là đại khái những bệnh về da ngứa ngáy rồi là mụn nhọt rồi là nó kia thứ chỉ vừa vào tầm 2 đến 3 ngày là chấm dứt hoàn toàn khỏi bệnh luôn. Thành phần của nó cây thành phần này em về em xuất lên là nó cũng có công dụng của nó. Cây này em này thường thường thì là sẽ lên trên rừng trên núi và tìm tất cả. Tôi phải thấy thuốc biết được cái thuốc này mà. Cái này nó có 17 18 vị thuốc cộng lại thôi nhưng mà chỉ để cái công dụng công năng của cái bệnh này thôi. Đó cái bệnh này là phải dùng để chứng minh thuốc có hiệu quả, người phụ nữ này còn dùng thử cho khách hàng xem. Tầm cả trên ngàn bệnh nhân rồi đó. À, trên 1.000 bệnh nhân. Bộ Y tế cho phép chưa? Nói chung là các bên các cục chứng hết rồi, còn bộ cái này chỉ đang chờ hồ sơ thôi, hồ sơ nộp giải rồi, 2 năm nữa thì năm ngoái mới được xác được. Quảng cáo nhưng không bán được theo ý định, người này đột ngột giảm giá từ 2,5 triệu trên một chai xuống còn 500.000. Em có bao nhiêu tiền ở đây? Dạ thật đây cái này là 120. Với 250 ml tương đương với 2 triệu rưỡi đồng giá là 100.000 lọ này. Này nó được 25 lọ này nhé. Này là nó là 250 ml tức là 2 triệu rưỡi 100 ml thì đang tính cái giá mà giá để cho công nhân của em sử dụng đó. Trước khi ra về, người bán hàng vẫn trèo kéo về giới thiệu cho người thân, nếu có khách sẽ được cắt chiết khấu lợi nhuận.